Vào cuối giờ chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần xem lại và đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, hỗ trợ đời sống cho người dân trong khu vực cách ly. Đề nghị ngành y tế cần đánh giá lại một cách tổng thể trước tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời phê bình nghiêm khắc tình trạng buông lỏng quản lý, thờ ơ của một bộ phận cán bộ trong công tác phòng chống dịch để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về giãn cách, nhất là trong các khu phong tỏa, khu cách ly, gây hao tổn nguồn lực cho phòng chống dịch cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố về lâu dài. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu quận Sơn Trà tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, công an thành phố tăng cường lực lượng để phối hợp hỗ trợ với địa phương trong công tác này và kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các cửa ngõ ra vào thành phố, xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tất cả các địa phương, đặc biệt là Sơn Trà, quản lý chặt chẽ các phong tỏa, các khu cách ly. Và tôi đề nghị công an thành phố huy động lực lượng để tăng bổ sung cho Sơn Trà, đặc biệt là tại các phường mà chúng ta thực hiện phong tỏa này. Trong mỗi phường, đề nghị quận là phong tỏa nhỏ, từng chia từng nhỏ từng khu ra đánh giá để mà quản lý. Cái này là chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi, là phong tỏa nhỏ lại. Trong phong tỏa lớn thì có phong tỏa nhỏ. Và có cái phương án là ngăn chặn các cái cửa ngõ vào các cái khu phong tỏa này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành, các địa phương cần chủ động phối hợp, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ tốt hơn nữa cho đời sống của người dân trong các khu phong tỏa nói riêng và trên địa bàn nói chung trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời đề nghị ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các công tác để triển khai chiến dịch tiêm vaccine trên toàn thành phố.